thế nào gọi là toán toán là tính toán cũng chính là chúng ta thường nói tăng giảm cộng trừ vận mệnh đương nhiên là có do nghiệp đời trước đã tạo mà cảm đến quả báo. Nếu như trong đời này không có đại thiện đại ác thì đại khái vận mạng của cả đời đích thực là sẽ như định số mà lưu chuyển đây chính là thông thường người ta gọi là số phận ngạn ngữ gọi là cả đời đều do số mạng không có chút nào do con người quyết định đây chính là không có đại thiện đại ác nhưng nếu như bạn là phát tâm hành thiện thì cái thiện trong số mạng của bạn sẽ thêm lớn sẽ tăng thêm nếu như bạn tạo ác thì phước báo đời trước mà bạn đã tu sẽ bị giảm đi cho nên Ngày ngày đều có tăng giảm cộng trừ. Chúng ta khởi tâm động niệm lời nói việc là mỗi ngày đều có tăng giảm cộng trừ. Mức độ tăng giảm cộng trừ không lớn, cho nên những mạng vẫn sẽ bị người khác tính ra được rất chính xác. Những mạng cá nhân như vậy, những mạng gia đình cũng là như vậy, là gia vận Đoàn thể Thì cũng không ngoại lệ Thậm chí đến quốc gia thế giới Bạn xem trên thế giới có rất nhiều nhà tiên tri Nói về kiết hung họa phước của thế giới Đây là nói cái lớn Nó đều có một định số Định số không phải Phật Bồ Tát định cho bạn Cũng không phải thần linh định cho bạn là ai định cho bạn vậy dựng mạng cá nhân là do chính mình tạo tác gia vận của bạn là tạo tác của người cả nhà là cộng nghiệp của người cả nhà quốc vận là cộng nghiệp của người cả một nước thế vận là cộng nghiệp của tất cả người trên thế giới xem bạn tạo tác là cái gì thì liền biết được sẽ có quả như thế đó Nhân thiện nhất định được quả thiện Nhân ác nhất định cảm ác báo Đây là chân lý Chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian Thuần thiện vô ác vẫn là không rời khỏi chân lý của nhân quả bạn xem kinh pháp hoa nói nhất thừa nhân quả kinh hoa nghiêm nói là ngũ châu nhân quả đều không rời khỏi định luật của nhân quả cho nên phật pháp mới nói là Dạng pháp dây không nhân quả bất không Nhân quả gì sao bất không Nhân quả chuyển biến bất không Nhân sẽ biến thành quả Quả lại biến thành cây nhân mới Nhân quả dính viễn đang tuần hòa vĩnh viễn đang luân chuyển Đây gọi là nhân quả bất không Những nghiệp nhân quả báo Kiết hôn họa phước này vĩnh viễn đang tuần hòa Đây chính là tương tục bất không Đây là đại đạo lý Là chân tướng sự thật Phật dạy chúng ta Lìa tướng Tướng thế gian Không thể chấp trước Tướng Phật Pháp cũng không thể chấp trước Trên Kinh Kim Cang nó rất hay Pháp còn nên xả huống hộ phi Pháp Cái Pháp đó là Phật Pháp Pháp còn nên xả Chính bởi vì Phật Pháp là nhân duyên sanh Pháp nhân duyên sanh không có tự tánh Đương thể dây không Liễu bất khả đắc Thế Pháp Phật Pháp Đều không ngoại lệ Cho nên đều không thể chấp trước Phân biệt chấp trước Thì sai rồi Quả nhiên nếu có thể làm đến được Không phân biệt, không chấp trước Thì thế Pháp cùng Phật Pháp Không có gì khác biệt những đạo lý này trên kinh điển đại thừa nói rất nhiều phải tỉ mỉ mà quan sát hết thảy tất cả hiện tượng chúng ta mới có thể chân thật có được thọ dụng phá mê khai ngộ lìa khổ được vui Chúng ta quan sát Cái hoàn cảnh lớn của hiện tại Hoàn cảnh sinh hoạt Cả thế giới Đều đang động loạn Đáng sợ nhất Là chúng sanh tạo nghiệp Nghiệp tạo trang đầy Thì quả báo liền sẽ hiện tiền Người xưa nói Người làm ác hiện tại vẫn chưa nhận lấy ác báo Không phải không báo Mà là thời giờ chưa đến Những sự thật này Ngày trước trong lịch sử có ghi chép, toàn bộ lịch sử đều là viết theo nhân duyên quả báo. Vì những hiện tượng bày ra ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta xem người hiện tại họ đang nghĩ gì họ nói gì họ làm gì quả báo tương lai là thiện là ác là kiếp là hung là họa là phước chẳng phải đã rõ ràng rồi hay sao người trong đời quá khứ tu phước đến đời này lại không biết tiếp tục tu phước mà chỉ chuyên môn tạo ác thì phước của họ dần dần bị giảm đi rồi đây chính là toán giảm bần là tiên tài bị mất hết hao là hao tổn hao tổn đến mức nghiêm trọng là nhà tan người mất thậm chí đến quốc gia diệt vong đa phùng ưu hoạn Ngày nay chúng ta sống ở thế gian này hai câu nói này đích thực là miêu tả đời sống hiện tại của chính chúng ta. Chúng ta trong đời quá khứ cũng xem là có tu được chút phước báo, đời này tạo ác Ác báo vẫn chưa hiện tiền Vẫn còn dư phước để có thể hưởng Phước báo trong đời quá khứ đã tu không nhỏ Do đây có thể biết Ngay trong đời này của chúng ta Nếu như không làm ác Mà còn nỗ lực làm thiện Vì phước báo ngay đời này của chúng ta nhất định là vượt hơn ngay trước mắt rất nhiều rất nhiều những đạo lý này nếu như không phải là người chân thật hiểu thấu đáo bạn nói cho họ nghe họ sẽ không tin tưởng tại vì sao không tin vậy vì họ mê rồi mê quá sâu loại mê hoặc này không phải là không có nguyên nhân hiện tại những gì họ thấy được tiếp xúc được dường như không giống như người xưa đã nói lời của người xưa dường như là một loại ý tưởng không phải là sự thật những sự thật mà họ thấy được không phải như vậy họ tin tưởng những chân tướng sự thật mà họ thấy được kỳ thật họ thấy sai rồi chúng ta có thể khẳng định là họ thấy sai tại vì sao có thể nói khẳng định như vậy tâm của người xưa là trạng thái tịnh còn người hiện tại tâm khí sốc nổi tâm là động giống như mặt nước mặt nước khi bình lặng thì giống như tấm gương vậy mọi thứ chiếu vào đều thấy được rất rõ ràng Nếu như trên nước khởi lên sóng Thì đương nhiên không thể nhìn thấy được hình ảnh rõ ràng rồi Từ đạo lý này Các vị tỉ mỹ mà suy nghĩ xem Tâm người thanh tịnh Thì nhìn cái gì cũng thấy được rõ ràng Tâm người bao trao Thì nhìn cái gì cũng nhất định sẽ nhìn sai cho nên chúng ta tin tưởng giáo huấn của phật bồ tát tin tưởng giáo huấn của cổ thánh tiên hiền chúng ta dựa vào cái gì mà tin tưởng tâm của các ngài thanh tịnh các ngài ô nhiễm ít hơn so với chúng ta tâm tư hiện tại của chúng ta là sóng to gió lớn Việc này chúng ta phải rõ ràng Tâm của chúng ta Bị ô nhiễm nghiêm trọng Một ngày từ sớm đến tối Thị phi nhân ngã Tham sân si mạng Ngày ngày đang tăng trưởng vậy thì chúng ta đối với sự lý của vũ trụ nhân sanh làm sao có thể nhìn được rõ ràng chứ y theo vọng tưởng chấp trước của chính mình mà làm việc có lý nào mà không tạo ác nghiệp ngày nay học phật nếu muốn có thành tựu nếu muốn có được một chút thọ dụng thì nhất định phải buông xả đi thành kiến của chính mình. Phải thừa nhận là thành kiến của chính mình là sai rồi. Phải nhanh chóng quay đầu, quay đầu là bờ. y theo giáo hướng của phật bồ tát mà tu học bắt đầu làm từ căn bản tam phước của quán kinh dạy bảo chúng ta làm từ hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp cái gì gọi là hiếu cái gì gọi là dưỡng không ai biết thế nào gọi là phụng sự cũng không có người biết hiện tại mọi người xem thấy những chữ này tự cho rằng ta đều đã làm được rồi việc này chẳng trách họ chính mình đều làm được họ làm được rất tốt đều làm được rất viên mãn vậy thì họ liền thành phật bồ tát hiện tại ở thế gian này họ tự mình tuyên xưng là phật vì đó tái lai bồ tát gì đó tái lai việc này không thể trách họ họ chính mình cho rằng họ thành phật rồi trên kinh phật nói với chúng ta người trời tứ thiền người trời tứ không cho rằng chính mình thành phật thành bồ tát rồi hiện tại không cần phải đến trời tứ không chính ngay hiện tiền họ đã thành phật thành bồ tát rồi hiểu sai rồi hiểu dưỡng những chữ này ý nghĩa rất sâu rộng Sâu rộng không có bờ mé. Chúng ta có thể hiểu được bao nhiêu chứ? Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Hiếu dưỡng hai chữ này vẫn kém khuyết một phần, vẫn chưa viên mãn. Đạo lý này ai biết chứ? Chứng được quả trị như lai Cứu cánh viên mãn Thì hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng Mới làm đến được viên mãn Do đây có thể biết Hiếu dưỡng phụng sự chân thật làm được đắc lực Bạn liên vào quả trị của Thánh Nhân. Mức độ thấp nhất là Bồ Tát Viên Giáo Sơ Tính Vị. Lấy tiêu chuẩn này để nói. Khi tam giới 88 phẩm kiến hoặc chưa đoạn, Thì hiếu dưỡng phụng sự mà Phật nói ra Bạn không có phần Cái hiếu dưỡng phụng sự đó của bạn là Pháp Thế gian Là việc của sáu cõi luân hồi 88 phẩm kiến hoặc đoạn rồi Hiếu dưỡng phụng sự của bạn Mới là tiêu chuẩn mà Phật đã nói Tiêu chuẩn thấp nhất Chúng ta có thể làm được hay không? Niệm Phật giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Chân thật giảng sanh rồi Thì việc hiếu dưỡng phụng sự của bạn Có thể nói là làm đến được một nửa Đây là theo tiêu chuẩn của Phật Thế nhưng bạn niệm Phật Một lòng cầu sanh tịnh độ Có thể chân thật giảng sanh tịnh độ hay không? Phải thật giảng sanh thì mới được Niệm Phật mà không thể giảng sanh Thì không được rồi Tại vì sao không thể giảng sanh vậy? Bạn phải suy nghĩ xem Nhất định phải tìm ra nguyên nhân không thể giảng sanh mà đem loại bỏ nó đi đại sư trí giả dạy cho chúng ta phương pháp chúng ta tỉ mỉ mà suy nghĩ xem phật bồ tát thật là từ bi đến tột đỉnh rồi Dùng phương pháp của ngũ định tâm quán Để giúp chúng ta Làm trợ tu Giúp chúng ta Phá trừ Thị phi nhân ngã Tham sân si mạng Những thứ phiền não này Phật chân thật Có phương pháp tốt Thế nhưng những phương pháp này Chúng ta không chịu làm Nếu như y theo phương pháp này mà làm Thì sẽ có hiệu quả Cho dù không thể đoạn Ba độc phiền não Nhưng chắc chắn có thể Hàng phục được cũng chính là làm cho phiền não giảm nhẹ đi phiền não nhẹ thì trí huệ liền tăng trưởng bạn không chịu chăm chỉ nỗ lực mà tu học vì thì không còn cách gì khác chúng ta giảng sanh phải đạt đến trình độ nào vậy phẩm vị thứ năm là mức độ thấp nhất đại sư trí giả thị hiện cho chúng ta khi ngài giảng sanh đệ tử hỏi ngài phẩm vị giảng sanh ra sao ngài nói là giảng sanh phẩm vị thứ năm phẩm vị thứ năm là cõi phàm thánh đồng cư ngũ đình tâm quán phẩm vị thứ năm này thành thật mà nói tất cả chúng sanh mỗi mỗi đều có thể làm đến được đại sư trí giả dạy cho chúng ta phương pháp này cũng chính ngài làm ra tấm gương điển hình thật là từ bi đến cùng cực cho nên chúng ta bình lặng mà quan sát thế gian này quan sát hoàn cảnh đời sống của chính mình Ngày nay chúng ta đích thực là Đa vùng ưu hoảng Có mấy ai ở thế gian này Thân tâm Có được cảm giác an toàn chứ Sống ở thế gian này Không có cảm giác an toàn mà nói xem đáng thương biết bao Thống khổ biết bao đây là chúng ta bất hạnh sanh vào thế gian động loạn này thế gian đại loạn chúng ta có thể đạt được thân tâm an ổn hay không có thể chỉ có ở trong phật pháp chỉ có ở trong giáo học của thánh hiền chúng ta có thể đạt được đó chính là nhất định phải hiểu rõ những chân tướng sự thật này Biết được chính mình Từ đâu đến Biết được chính mình sẽ đi về đâu Biết được thế gian này Trùng trùng nghiệp nhân quả báo Thì tâm của chúng ta mới có thể an Gọi là lý đắc tâm an Đạo lý hiểu tương tận Thì tâm liền an bạn không tường tận những đạo lý này thì tâm của bạn làm sao có thể an được chứ những sự việc này chúng ta không thể không biết không thể không rõ ràng không thể không học tập nếu bạn muốn biết muốn tường tận mà không học tập thì làm sao được chứ Học còn phải tập Tập là phải thật làm Thì bạn mới có thể chân thật Thế hội Các vị đồng học Hôm qua Chúng ta Đã giảng đến Thiên địa hữu tư quá chi thần Y nhân sở phạm khinh trọng Dĩ đoạn nhân toán Phía sau nói ra cho chúng ta sáu việc Cũng chính là sáu câu Mỗi một câu là một sự việc Toán giảm Tắt bần hao Đa phùng ưu hoảng Hai sự việc này đã giới thiệu qua Hôm nay chúng ta xem việc thứ ba Nhân giai ố chi Thứ ba là Nhân giai ố chi Ố chính là chán ghét Hay nói cách khác Người tạo ác Thì người thiện Người quân tử nhất định sẽ xa lánh họ Sẽ không thân cận họ trong ngọc xu kinh của đạo giáo có mấy câu nói nó là giả như có một người không thể tu thiện nghiệp chắc chắn là có những quỷ thần đến quấy phá họ khiến cho họ thần hồn điên đảo thần trí không rõ ràng bất luận họ có địa vị cao thế nào có tiền tài nhiều đến thế nào bạn bình lặng mà quan sát liền thấy được họ không phải là người thông thường vào thời xưa những đế dương hết thời Sắp bị mất nước Chúng ta xem thấy rất nhiều Ở trong lịch sử Loại tình hình này Lòng giả bất thiện Hành vi bất lương Thiện thần Các tinh Đều rời xa họ Ác thần ác quỷ Thường hay tìm đến cửa cho nên hành vi của họ bị người thế gian ghét bỏ. Những việc này đều là sự thật, nhất định không thể đem nó xem thành mê tín. Thế giới ngày nay khoa học kỹ thuật tùy tương đối phát triển, thế nhưng đối với Thiên địa quỷ thần Những sự lý này Vẫn rất là mơ hồ Ác phải đợi khi khoa học kỹ thuật Nâng lên cao hơn Mới phát hiện được Tình huống sự thật này Thì sẽ thay đổi cách nhìn của chúng ta thay đổi hành vi của chúng ta thế nhưng trước khi khoa học chưa đạt đến trình độ này thì chúng ta phải nên tin tưởng lời của thánh hiền chư phật bồ tát đại thánh đại hiền không lừa gạt chúng ta các ngài giáo hóa chúng sanh là có trí huệ có phương tiện khéo léo. Tại vì sao phải lừa gạt chúng sanh? Tất cả chúng sanh nếu như phát hiện Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời giảng kinh nói pháp, trong đó có một câu đạo lừa dối chúng sanh thì trong 49 năm những gì ngài đã nói ra chúng ta có thể hoàn toàn phế bỏ, không tin tưởng ngài. vào thời xưa bậc hiền nhân quân tử thế gian mà còn có thể giữ lấy cả một đời không vọng ngữ hướng hộ phật bồ tát đại thánh đại hiền chúng ta nhất định phải ghi nhớ nhất định phải tường tận chúng ta có thể tin tưởng lời của thánh hiền nhân đây là phước báo của chúng ta có thể y giáo phụng hành thì chúng ta chắc chắn được đại thiện đại lợi từ những đạo lý này cổ đức dạy bảo chúng ta các ngài nói nếu chúng ta gặp phải Người ôm lòng oán hận đối với chúng ta Tức hiếp chúng ta Trong những tình huống thế này Chúng ta phải nên làm thế nào Người rõ lý Thì biết nhẫn nhường Chúng ta dùng tâm thiện Đối đãi với họ thiên thần chắc chắn bảo hộ chúng ta đạo lý này rất sâu không hiểu rõ đạo lý này chúng ta không chịu làm còn muốn phản kháng phản kích người thế gian chúng ta thường nói người thế gian đồng tình với kẻ yếu kẻ yếu thế luôn là dễ dàng có được sự đồng cảm của đại chúng thiên đạo cũng là như vậy người giữ tâm lương thiện không so đo tính toán với người khác cho dù bị ức hiếp bị sỉ nhục bị bức hại cũng đều có thể nhẫn chịu vẫn là dùng cái tâm thiện lương để đối đãi trở lại vì nếu chúng ta bị người ta hại chết thì sao Hại chết là tốt phước Hại chết thì sanh thiên Không còn ở nhân gian để chịu tội thêm nữa Khi chết thiên thần đến đón tiếp Vì có gì không tốt chứ Thế nhưng người ức hiếp người Người hại người Ông trời cũng sẽ trừng phạt họ người xưa thường nói thiên tâm nhân thuật đây là nói thiên thần thông thường ở trong tôn giáo gọi là thượng đế những thiên thần của thiên đạo họ đều có lòng yêu thương tuyệt đối sẽ không trừng phạt người biết hối cải một người nếu đã làm sai thì phải biết hối cải hối cải liền có thể được chư phật bồ tát hộ niệm được thiên địa quỷ thần tha thứ họ không tìm bạn để gây phiền phức ngày trước đã làm sai không hề gì con người không phải là thánh hiền thì làm gì không có lỗi chứ có lỗi mà có thể sửa đổi thì không gì tốt bằng thế pháp phật pháp nói tu hành không gì khác hơn chính là sửa lỗi mỗi ngày chúng ta phản tỉnh kiểm điểm biết lỗi phải sửa biết được lỗi lầm tôi thường nói là đã nói rất nhiều năm rồi biết được lỗi lầm chính là khai ngộ đem lỗi lầm sửa đổi thì gọi là tu hành phải nỗ lực mà làm phải thầm lặng mà làm bạn mới có được chư phật hộ niệm long thiên thiện thần ủng hộ sau đó mới chân thật có thể như ngày trước tại sư chương gia dạy tôi Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng Sự cảm ứng đạo giao Bạn liền chứng thực Bất luận Chúng ta có được thiên phú Sanh ra đã biết Hoặc là ngu si phải nỗ lực cầu học mới biết thì sự thành tựu đều là như nhau cho nên chúng ta chính mình phải phấn đấu phải nỗ lực người làm ác người thế gian thường nói công đạo tự tại nhân tâm Vậy đối với người làm ác Chúng ta hạ tất phải tính toán nhiều với họ chứ Cho nên một niệm tâm từ bi này Một niệm tâm yêu thương Không những phải vĩnh viễn gìn giữ Mà còn phải làm cho nó thêm lớn Giáo nghĩa nền tảng trong Phật Pháp dạy bảo chúng ta phải đoạn tham sân si. Tham sân si là ba độc phiền não. Ngạo mạn là đại phiền não vốn sẵn nhiều đời. Phía trước đã nói qua với các vị rồi. ngã si ngã mạng ngã tham ngã ái tham sân si mạng là phiền não vốn sẵn có nếu như không đoạn thì nhất định không ra khỏi ba cõi rồi nếu như không đoạn thì niệm phật giảng sanh sẽ bị chướng ngại nghiêm trọng điều này chúng ta nhất định phải biết nhất định phải cảnh giác con người ở thế gian chỉ mấy mươi năm nóng lạnh ngắn ngủi tại vì sao không là một người tốt chứ những năm gần đây chúng tôi đề xướng phong trào bốn tốt là giữ tâm tốt làm việc tốt nói lời tốt làm người tốt Bạn nhất định được phước báo Tiếng hôn hòa phước Là báo ứng do chính chúng ta tạo tác Không phải người khác mang đến cho chúng ta Nhất định là tự làm tự chịu Làm ác thì có tai, có ương Có họa hại làm phước thì nhất định có kiếp Có thiện, có lợi Thánh nhân thế xuất thế gian Phân tích cho chúng ta rất nhiều Không nên thấy người khác tạo ác Dường như là họ được phước Họ trải qua ngày tháng rất tốt chúng ta phải nên biết đó là phước báo lớn mà đời quá khứ họ đã dung bồi họ làm ác thì nhất định sẽ tổn đi phước thọ của họ tuy là tổn giảm nhưng họ vẫn còn như phước nên họ vẫn tiếp tục hưởng phước nếu như họ không tạo ác thì phước của họ sẽ càng lớn Thọ mạng của họ càng dài Chúng ta không có thiên nhãn thông Không có túc mạng thông Nên không biết được quá khứ của họ Người hành thiện Hiện tại tuy đời sống Rất nghèo khổ Dường như không có được quả báo tốt Đây là nguyên nhân gì Do đời quá khứ tạo ác quá nhiều nên đời này họ chịu khổ báo đời này họ hành thiện nên khổ báo của họ đã cải thiện được một ít loại tăng giảm cộng trừ này mắt phàm phu chúng ta không thấy được thế nhưng nếu tỉ mỉ mà tư duy tỉ mỉ mà quan sát bạn cũng có thể thấy ra được Câu tiếp theo nói Hình họa tùy chi Câu phía trước là Nhân giai ố chi Cái báo này tương đối nhẹ một chút Còn hình họa tùy chi Cái báo này thì nặng rồi Hình là hình phạt Bạn vi phạm pháp luật Của quốc gia quốc gia có hình phạt để trừng trị bạn Hóa là đại tai đại hung tuy là không rời khỏi bạn thái hư chân nhân nói với người nếu người khác dùng tâm hạnh mất thiện để đối đãi với ta làm cho ta gặp phải những tai nạn thống khổ ta phải tiếp nhận hơn nữa ta còn phải dùng thiện tâm thiện hạnh để đối đãi với họ thì phước đức của ta sẽ thường được sanh ra đây là cơ duyên tốt nhất cho chính mình tu phước bồi phước phải biết giữa người và người chung sống qua lại là một duyên phận duyên phận thì có thiện duyên, có ác duyên. Năm xưa, tôi giảng kinh ở giảng đường Quang Minh, Hồng Kông. Tôi ở bên đó hai tháng. Giảng đường này là Lão Hòa Thượng Thọ Giả xây dựng nên. Hiện tại, Lão Hòa Thượng có lẽ đã 90 tuổi rồi vẫn còn sống ở New York Trên giảng đường có một đôi liễn Tôi còn nhớ được rất rõ ràng Câu trên nói là Vợ chồng là duyên Có thiện duyên Có ác duyên Hoang oan tương báo Câu dưới viết là Con cái là nợ Có đòi nợ có trả nợ Không nợ không đến Câu đối này Đã đem tất cả những việc của nhân sanh nói ra hết Thấy đều nói rõ ràng Quan hệ giữa người với người Chính là bốn chữ này Ân oán Đòi nợ và trả nợ Chúng ta hiểu được những đạo lý Hiểu rõ những chân tướng sự thật này Thì bất luận cục ở chung với bất cứ người nào chúng ta đều rất rõ ràng rất tương tận chính là những quan hệ như vậy nếu như có ân thì hy vọng cái ân này thêm sâu hơn nếu như có oán thì oán phải hóa giải đây là trí huệ là thọ dụng chân thật chúng ta thiếu nợ người ta thì hân hoan vui vẻ mà trả cho người người khác thiếu ta ta một mực xóa sạch không nhớ nữa bạn nói xem thật là bớt việc rồi thường hay giữ cái tâm này chính là giữ tâm tốt thường hay làm những việc này chính là làm việc tốt do đây có thể biết thiện phước là chính mình tu chính mình được thọ dụng họa phước là do chính mình tạo chính mình không chịu tiếp nhận đạo lý này không chịu tiếp nhận sự thật này người có ân với ta nhìn thấy họ có việc nho nhỏ không vừa ý liền vong ân bội nghĩa người có oán đối với ta thì niệm niệm nhớ nghĩ luôn muốn báo thù thiếu nợ người thì không trả người ta thiếu nợ mình thì nghĩ hết cách để đòi lại đây là tạo tội nghiệp cái tội nghiệp này nhất định là đọa ở ba đường bạn cùng với những oan gia trái chủ này đời đời kiếp kiếp không hề kết thúc đây là ngu si trong phật pháp gọi là kẻ đáng thương xót chúng ta học phật đã học được đến đâu rồi nghe đến những đạo lý chân tướng sự thật này mà đều không hiểu rõ chúng ta làm thế nào để tự cầu đa phước chứ phước báo không phải phật bồ tát cho chúng ta không phải thượng đế cho chúng ta cũng không phải thiên địa quỷ thần cho chúng ta mà chính chúng ta phải cầu trồng nhân thiện nhất định được thiện quả bạn tạo nhân bất thiện Nhất định có quả báo bất thiện Đây là Phật dạy cho chúng ta Trong cuộc sống thường ngày Làm thế nào để làm người Làm thế nào đối nhân xử thế tiếp vật Trong Kinh Hoa Nghiêm nói một đoạn Nói thế gian này của chúng ta Thế gian này là ngũ trường Ác thế Hiện tại có thể nói là Trượt ác đến cùng tổ Trượt nghĩa là ô nhiễm Không những hiện tại Địa cầu bị ô nhiễm nghiêm trọng Đây là việc mà mọi người đều biết có rất nhiều người đang nghiên cứu thảo luận làm thế nào để phòng ngừa ô nhiễm cải thiện môi trường sinh hoạt họ nghĩ được cũng không tệ thế nhưng sự việc này có thể làm được viên mãn hay không khẳng định là không thể tại vì sao chúng tôi khẳng định họ không thể làm được vậy bởi vì trên kinh Phật nói rất rõ ràng Y báo tùy theo chánh báo chuyển Chánh báo là gì? Chánh báo là lòng người Từ chánh báo đã bị ô nhiễm rồi Hiện tại rất ít người nhắc đến Ngày nay chúng ta tư tưởng bị ô nhiễm Kiến giải bị ô nhiễm đây là tất cả cội gốc của ô nhiễm mê hoặc điên đảo tinh thần của chúng ta bị ô nhiễm đã đến giai đoạn rất nghiêm trọng mà vẫn chưa được mọi người phát hiện một cách rộng rãi những chưa được xã hội xem trọng. Đây là điều rất bất hạnh. Giáo huấn của Phật Đà, giáo huấn của thánh nhân. Việc lớn thứ nhất chính là dạy chúng ta tu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì thân liền thanh tịnh thân tâm thanh tịnh thì hoàn cảnh đời sống của chúng ta liền thanh tịnh rất nhiều đồng tu nhìn thấy tôi đều ngưỡng mộ về sự khỏe mạnh của tôi dường như không nhìn thấy sự già yếu họ hỏi tôi do nguyên nhân gì không có nguyên nhân đời sống của tôi giống y như mọi người trải qua rất đơn giản thế nhưng tôi hiểu được một đạo lý là tâm thanh tịnh thì thân liền thanh tịnh làm thế nào tu tâm thanh tịnh đọc kinh niệm phật giảng kinh các vị phải nên biết đọc kinh niệm phật giảng kinh là thân cận phật bồ tát ngày ngày thân cận phật bồ tát một ngày không đọc kinh một ngày không niệm Phật Một ngày không giảng kinh Thì đã rời xa với Phật Bồ Tát Cúng tượng Phật ở ngay trước mặt cũng không ít gì Chúng ta phải tâm tâm tương ưng với Phật Bồ Tát Tinh thần kết hợp lại với nhau Mới được chư Phật hộ niệm Thế gian này Danh vọng lợi dưỡng Năm dục sáu trận Tham sân si mạng Tự nhiên liền buông xả Vấn đề là bạn mỗi ngày Làm bạn với ai Cũng ở chung với những người nào Tôi phần lớn thời gian Là ở chung cùng với Phật Bồ Tát Các chị đồng tu đều biết ngày trước khi hàng quán trưởng còn sống tôi cảm cái ân của bà nên dùng một phần thời gian để lo cho bà bà ưa thích đi chỗ nào tôi nhất định sẽ cùng bà đi đến nơi đó khi đưa bà đi tôi vẫn là dụng công không gián đoạn tôi niệm phật trên người tôi vẫn mang theo một quyển kinh có rất nhiều đồng tu Cùng ở chung với tôi đều biết Hiện tại hàng quán trưởng giảng sanh rồi Toàn bộ tinh thần tôi đều dùng vào đọc kinh Bởi vì tôi còn phải giảng kinh Tuy giảng được rất thuần thục Nhưng vẫn phải đọc Không đọc thì làm sao có thể thâm nhập chứ Nghĩa kinh Thì không cùng tận Sâu rộng vô tận Người xưa nói là Đọc trăm lần không chán Đó là nói điển tích thế gian Còn kinh Phật thì từ sơ phát tâm Đến quả địa như lai Đều đọc không chán Đều đọc không mệt mỏi Đọc một lần thì có chỗ ngộ một lần Một lần thì có thỏ dung của một lần Siêu phàm nhập thánh Đây là một cái pháp môn một cái phương pháp Chúng ta liền biết được Thế gian người nào là có phước nhất Người ngày ngày đọc kinh là có phước Người ngày ngày cùng với Phật Bồ Tát trải qua ngày tháng Còn người này có phước báo Phật Bồ Tát đối với mọi người là bình đẳng Tại vì sao chúng ta không thân cận chứ Phật Bồ Tát trước giờ chưa từng cử tuyệt một người nào cho dù là người tạo tác ngũ nghịch thập ác phật bồ tát cũng không trách cứ họ chỉ cần họ chịu thân cận phật bồ tát quay đầu là bờ chúng ta hiểu rõ đạo lý này biết được chân tướng sự thật này thì phải nên phấn đấu phải nên mau quay đầu làm bạn với phật bồ tát gia nhập vào câu lạc bộ phật bồ tát bạn nói xem việc này thật là tự tải được rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ học đến đây thôi a di đà phật